Hello. Thế ạ. Ok. Nhá, vào lát để chụp hình đi. Ờ, em chào anh ạ. Hello. Good. Hi. Nice to meet you. Yeah. Anh giơ tay lên, anh giơ tay nè. Em đang đâu vậy? Đây nè con đâu? Đánh lại. Phi cầm cho anh xem. Thì qua chị kêu là đó là chị luôn như em, chị luôn ở ngoài chờ bằng mọi giá liên hệ bên tổng đội. Cái sân ở đâu giờ em? Ở ngoài quầy á. Thank you.
Okay.
Em mới ăn xôi. Cầm đi, 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 cầm đi
này. Chờ đến 25 giờ. Đang cho mất. Quá đẹp. Thank you.
Rồi, anh vào một cái nữa rồi. Cho đầu tiên được chưa? Rất nhiều chứ hả? Rồi. Xong rồi mình vào. Rồi, mình ơi, bà bắt đầu.
đâu nè. Ôi ê, tao chui vô đây tao không có đứng rồi. Chị bảo em đứng vào trong lùm cây đó. Hợp nhất. Mọi người khỏi chụp cái đó, em vô cái lùm này em đứng được nè mọi người. Là đơn giản, là đơn giản cái bông đây rồi xong nó gắn cái bông lên đây luôn. Không phải em đơn giản màu xanh màu đỏ hết rồi. Là đơn giản em. Chị hộp nhiều hơn em nữa đó chị. Nhưng mà chị màu đen. Thôi. Chị giả nhầm. Thôi chị nhiều hơn em nữa đó. Nhưng mà em đứng vào cái gốc cây chuối kia đi. Em nghĩ là em đứng ở đây em hỏi là. Em ổn định. Em ổn định, em khỏi được mắt rớt không được. Nó chậm là nó chết. Em biết mày ổn định. Chị Trang, chị Trang với Nicky lên chụp riêng. Like của bé này. Làm nhanh quá sao like mà chị nhậu nhau cơ. Uống trà chứ. Uống trà với uống hồng trà đâu đâu. Ê, tôi phải béo gấp 3 lần hả chiều á. Chị ơi, em uống được gấp 4-5 lần cái nhật ở trong. Alo, mày mặc cái gì? Em mặc đơn giản không chị? Em nhận thôi. Đơn giản chưa? Vậy đơn giản dữ chưa? Đơn giản, người ta basic vậy còn muốn gì nữa trời. Tối về mình ghép, tối về mình ghép cây hình. Nó ngồi nhậu của mình cho trên lên ghế. Ai? Ghép chịu hả? Dạ. Sao mà đúng. Hồi bữa ghép ghép đây em đó. Bà chiều bà chưa lên chú.